bự vậy là 1.000 đồng, 1.000 một ký, 1.000 đồng một ký thôi. Ừ. Rồi sao mấy này được giá 15.000? Ồ vậy ha. Ủa trên lệch dữ vậy trời. Mến chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Khắc Duy TV. Thì chắc hẳn rằng anh chị vừa mới xem những cái giây đầu tiên của clip này thì sẽ hơi hoang mang về cái việc mà lựa chọn giống cao trồng. Tại sao thì có loại thì chỉ có 1.000 đồng một ký mà có loại thì được 15.000 đồng một ký thu mua tại vườn. Thì các anh chị có thể xem hết clip này để biết rõ hơn. Tại vì cái giai đoạn đầu thì có sự nhầm lẫn giữa em với cái anh mà thu mua cao về cái vấn đề mà tại sao cái cao trái tròn nó lại thấp giá như vậy. Ủa sao em hổm em nghe nói người ta thích trồng cao trái dài ta? Trái dài nữa nè. Nó cùng loại đó hả? Cứ nghĩ là hai cái nó khác nhau chứ trời. Nó trái dài là được à. À trái dài. Này được nhiêu ký ta? 2 ký. 10. 1 ký 1.5 ký. Là là. Là được 15.000, 15.000 ký anh ha. À. Vậy chứ nó không bằng nó có đích. Cao này là kêu cao gì ta? Nó cũng cao ớt mà nó. Dạ. Yeah. Em đang nhân hiện tại em trồng trên ruộng được mấy chục cây rồi. Hiện tại mấy cặp ganh em cũng đang trồng thêm nè. Đại đi trời ơi, bây giờ nó trồng dữ lắm. Ở ớt gì nè. Ừ. Ủa cao này là loại nhỏ ha, nó nhỏ hơn cái bên kia. Cái thằng này tròn nè. Rồi cao này đây trái tròn nè. Ừ. Đúng rồi. Tròn là nó không chịu nè. Ồ về tròn nè, cái này nó không chịu ha. Ví dụ giá là nếu anh mua là ngang giá hay là sao? Cái này thì mua nó rẻ hơn. Mua rẻ hơn ha. Bự vậy thì 1.000. Bự vậy là 1.000 đồng, 1.000 một ký, 1.000 đồng một ký thôi. Ừ. Rồi sao mấy này được giá 15.000? Ồ vậy ha. Ủa trên lệch dữ vậy trời. Cái đó như vậy là 15.000, khỏi chơi luôn, mình nhìn nó cũng dễ luôn. À mình... đó thằng đó về cái chơi nè, có ngàn cái ký mình nó chơi nè. Trời đất, trên lệch dữ rồi, coi như nếu mà cái buồng này là 15.000 ký. 15.000 ký. Còn nếu mà tròn tròn cái trái kiểu này thì chỉ có 1.000 đồng ký thôi. Chết bà rồi. Bữa hổm mình trồng đúng rồi, hình như mình trồng ngoài kia. Lỗi nha, nó ớt cái ngoài kia. Ủa vậy hả? À, em chào anh, có hái hai cây ngoài kia không? Có ớt không? Cam này là ớt không? Ủa vậy ha, vậy là còn nhân giống được phải không? Được. Chết bà rồi, mấy tự nhiên trồng lỡ mà ai trồng nhầm cái cao này là thua luôn rồi, có 1.000 đồng ký. Mà tính về trên ngoại nó lấy cao đó về trồng. Nó còn nhỏ thì nó được vậy ha. À tức là người ta mua là lựa loại trái mà lúc mà cái cỡ nó còn nhỏ vậy thôi. Ừ, còn bự vậy thì nó bầu lại. Còn bự lại thì nó để ương. Tròn lại, nó tròn lại. À nó tròn lại. Ui. Đó hồi xưa nó cái thằng này nó bự nó dễ chỉ tròn. Nó không tròn mà nó bự trái. Đúng rồi, bự trái nha. Vậy nó tốt á. Nó muốn hút cỡ rồi nè. À. À thằng này vừa nè. À. Nó lớn thằng này hơi nhỏ. Vậy ha. Ồ, cứ nghĩ là trái bự thì ngon chứ. Ô, mày hơi nhỏ nè, rước hổm hay như vậy. Thằng này cũng cao ớt cũng được nè. Dạ yeah. Mà trước mày rồi vậy là hổm em trồng cao ớt không? Tính ra vòng vòng đây cũng cả trăm cây đó chứ. Từ trên ruộng dưới đây mấy ngàn cây đó. Nhưng mà nó cũng tùy thời điểm anh ơi, có thời điểm nó cũng cái ghê vậy. Thường mùa cao là khi nào là có giá? Hôm đó có bán được 20. Tháng 2 hả? Tháng 2 là dương lịch hay là... À tháng 2 mình ha. Dạ. Nó có dài rồi dài tới luôn. Dạ. Rồi để nhân trồng cái tiếp. Chứ để mà cái cao tròn tròn này thì mua mất giá quá ha. Có 1.000 ký à. Cái này là ok ha. Cái này nó hơi bự. Dạ. Yeah. Có loại vậy thì nó dài. Canh vô hái nó biết đâu. Vậy nó muốn dài nè. À đúng rồi, nó cứng nó muốn dài ha. Rồi, cảm ơn anh này mới biết rồi. Dạ. Yeah. Vậy 10 ngày nữa là cứng á. Dạ. Yeah. Nó cứng là nó có 1.000 ký. Ờ cứng là qua 1.000 ký. Còn ngon vậy. Còn nếu mà trái tròn mà nếu mà nó còn nhỏ là vẫn được 15 hả? Ừ, 15. Kiểu như là mình mua nó sẽ hơi non chút xíu ha, chứ nó già. Nó non thì nó trái nó dài vậy, còn nó bự nó tròn lại. Dạ. Yeah. À nó bự, đúng rồi, này cũng hoài nó bự tròn. Cái này cũng vậy nè, như thằng này với thằng này nè. Mà nó bự. Dạ, yeah. Nhưng mà mua là loại cỡ nhỏ nhỏ vậy là mua có giá hơn. Rồi. Dạ, cô anh người Trà Vinh hả? Em cũng chiều nay đi Trà Vinh nè, em làm dưới. À dòng ké, dạ dạ. Dạ dạ.
Vậy thì sau quá trình trao đổi với anh thu mua cao thì chúng ta có thể xác định là một cái vấn đề là trường hợp cao trái dài hay cao trái tròn, nếu mà mình để cho nó cứng quá, nó hơi cứng á, thì cái giá thu mua sẽ rất thấp, khoảng tương đương 1.000 đồng một ký. Còn trường hợp cao trái tròn vẫn có khả năng bán được giá cao, với trường hợp là mình để cái trái nó còn non, nó chưa quá già, tức là cái đít nó chưa có tròn á, thì có khả năng mình vẫn bán được bằng tương đương với cao trái dài. Thì như vậy thì cao trái dài hay là cao ớt á, vẫn có thể được ưu tiên mua hơn so với cao trái tròn. Thì hôm nay thì những cái lúc có cái anh đến thu mua cao tại nhà thì em cũng quay một clip ngắn để thông tin đến các anh chị về tình hình giá cao cũng như là cái giá của các loại cao nó như thế nào. Thì xin chào tất cả mọi người, hẹn tất cả mọi người trong những cái clip tiếp theo.